Trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2, đoàn giám sát số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Sóc Cộp. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ năm 2021 đến nay, huyện Sóc Cộp lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phòng chống dịch ưu tiên nguồn lực sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí để tập trung cho phòng chống dịch. Đến nay, huyện Sóc Cộp có 179 ca F0, trong đó 44 ca đã điều trị khỏi, 135 ca đang điều trị. Có trên 1.122 F1 đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Về công tác tiêm chủng, tính đến hết ngày 23 tháng 2, toàn huyện đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đường 69.332 mũi, trong đó mũi 1 người từ 12 tuổi trở lên được tiêm đạt 96,5%, mũi 2 đạt 92%, mũi 3 đạt 15,4%. Đoàn đã kiểm tra giám sát thực tế tại huyện ủy, xã Mường Và, xã Mường Lèo, xã Sốc Cộp, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện Sốc Cộp. Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh của huyện Sốc Cộp, đồng thời đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch, nhất là thực hiện thông điệp 5K, Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà, có phương án thường trực dự trữ vật tư trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch và thu dung điều trị, khám bệnh chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.